đầu cái buổi hôm nay thì Diệp Phúc xin mời thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Bảo và có rất là nhiều năm kinh nghiệm. Bảo là người nhiệt huyết. Cảm ơn bác bạn. Hôm nay tôi xin trình bày về vấn đề triệu chứng của bệnh tiểu đường. Về triệu chứng thì như bác sĩ bà nói là ở các cái triệu chứng chính của nó thì rất điển hình, và điểm của cái tiếp 1 thì là xảy ra và đột ngột, và các triệu chứng điển hình của đái đường đó là ăn nhiều, uống nhiều, gây sút cân và tiểu nhiều. Thì cái tiếp 1 may mắn là nó chỉ khoảng 10% thôi, chỉ 10% trong số những người tiểu đường, còn lại là khoảng 90, gần 90, sắp chỉ 90% là tiểu đường tiếp 2, và một vài cái phần trăm khác là thuộc về thai kỳ. Tuy nhiên những người mà thai kỳ thì trong cái số người thai kỳ thì khoảng 50% là tự khỏi. Tức là nếu như mình duy trì được cái nồng độ đường huyết trong giới hạn bình thường, sau khi sinh một thời gian thì nó sẽ về bình thường. Và 50% thì có khả năng, có nguy cơ sẽ dẫn đến tiểu đường trong tương lai. Một vài cái tiếp tiểu đường khác ảnh hưởng bởi hóa chất, bởi thuốc. Chẳng hạn như là nếu như bác sĩ mà có dùng cái dòng corticoid, glucocorticoid thì nó có thể là tăng tăng đường huyết, hoặc là tất cả cái stress, cái sang chấn tâm lý, mất ngủ đó, thì người ta cũng gọi là cái hội chứng là tăng đường huyết thôi, chứ còn thì nó không điển hình, thì người ta xếp vào một cái nhóm là tăng đường huyết do yếu tố khác. Về triệu chứng đây thì chúng ta cũng được quen biết rồi, và người ta đã mô hình hóa lên những hình ảnh rất là hay. Chẳng hạn như là tắc nước, uống nhiều, tiểu nhiều, đói ăn, gầy sút cân. Thì tại sao lại có những cái triệu chứng này? Là bởi vì ở trong cơ thể thì một khi nồng độ đường huyết cao thì mật độ của nó dày đặc như vậy thì nó phải kéo nước từ trong tế bào ra để cho nó có sự cân bằng. Kéo nước ở trong tế bào ra thì làm cho cái cung lượng tim cũng đi qua thận là rất là nhiều, thì nó sẽ bị phải thải ra qua nước tiểu đó, và cảm giác như là tế bào nó bị rút nước thì nó sẽ phản ánh lên là mình khát nước, cần phải uống, và nước thì ra mạch máu nhiều thì qua thận sẽ phải tiểu nhiều đó, đói nhiều và ăn nhiều, đói và ăn nhiều là lý do là cái nguồn năng lượng là glucose lại nằm ở trong ở ngoài mạch máu cơ, không vào tế bào, trên cơ thể lúc nào cũng thiếu thì phải ăn nhiều để bù đắp vào, mà càng ăn nhiều vào thì đường nó lại cứ dâng ở trong máu mà lại không vào được đó, cho nên là thì cơ thể vẫn là thiếu năng lượng, và như lúc nãy bác sĩ bảo có nói thì nó phải gì lấy cái nguồn năng lượng dự trữ từ cơ bắp, đặc biệt là các cái mô mỡ. Nguồn lipid là các cái mô mỡ, là cái nguồn dự trữ năng lượng lớn của cơ thể, bao gồm ở dưới da và các cái mỡ quanh nội tạng, thì nó sẽ đốt cháy cái mô mỡ này, làm cho cơ thể chúng ta giảm đi, giảm trọng lượng, hình thể giảm, đốt cháy đi rồi thì nó phải giảm thôi. Và cũng xin lưu ý là cái mô mỡ nó có hai thể, là ở dưới da và ở các cái nội tạng, thì nó là cái nguồn dự trữ, cho nên là nó sụt rất là nhanh, vì nó là cái thể hiện cái sức đàn hồi của cơ. Còn ngoài ra nếu như là thiếu nhiều quá thì mới bắt đầu đến giai đoạn là tiêu cơ. Thì dựa vào cái triệu chứng này thì chúng ta sẽ thấy là bốn cái triệu chứng điển hình nhất của tiểu đường. Trong khi mà chưa có cái xét nghiệm thì chúng ta thấy bốn triệu chứng này thì có thể chúng ta cũng nghĩ tới và định hướng tới là bác đã bị tiểu đường hay không tiểu đường. Nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi nói rằng là tôi chả có cái cảm giác gì cả, chỉ thấy dạo này là bị bỗng này là sụt cân thôi. Đấy, mọi người rất là mệt mỏi. Hỏi lại thì cái triệu chứng đái như thế nào, ăn uống như nào, thì có thể là hàng ngày người ta tăng dần cái lượng nước uống lên, hoặc là đi tiểu nó tăng dần lên, thì không nghĩ ra, có thể là nó quen dần với cái trạng thái đó rồi. Có thể ngày đi 1-2 lần, nhưng mà từ 2-3 ngày dần sẽ đến 4-5 lần lên, thì sau này thì mới nghĩ đến. Chứ còn lúc đầu là người ta cảm thấy rất bình thường. Và 50%, các bạn nên nhớ rằng 50% tài liệu đã thống kê rồi, 50% những người tiểu đường không biết mình là bệnh tiểu đường. Đấy các bạn. Trên đây là một số cái hình ảnh nó thể hiện các cái triệu chứng của tiểu đường, thì các bạn cũng đã biết. Đi tiểu thường xuyên thì vừa bác sĩ giải thích rồi, luôn cảm thấy khát, ăn nhiều, người mệt mỏi do thiếu năng lượng, đúng không? Mắt mờ. Tại sao lại mắt mờ? Là vì khi mà nồng độ đường huyết mà cao đó, rút nước từ trong tế bào như bác sĩ vừa nói, thì cái
mắt ấy là nơi tổn thương đầu tiên. Mắt là vì nó có những cái vi mạch nó rất là nhỏ. Mắt này, tim, đó, thận là những cái nơi rất quan trọng và thông thường là những cái vi mạch nhỏ thì là nơi tổn thương nhiều nhất. Ngoài ra thì ở các cái động mạch tĩnh mạch xa như ở chân, ở chi đó thì cũng dễ bị tổn thương vì nó là bị tác động bằng vật lý nhiều. Bàn chân này, gót chân, bàn chân đó thì nó bị tác động vật lý, nó dễ tổn thương. Một khi mà đã tổn thương ấy, cái vết thương này nó rất lâu lành. Lý do lâu lành mình phải biết tại sao. Vết thương thì nó sẽ đến ngày nó lành, cơ thể nó tự có cái kháng thể nó sẽ lành. Nhưng mà vết thương của tiểu đường thì rất lâu lành là bởi vì cái nồng độ đường huyết trong máu của mình ấy, nó cao ấy, cũng là cái môi trường để cho các cái vi khuẩn nó phát triển nữa. Đấy, nó tác động vào. Hai nữa là cái thành mạch cũng yếu. Đấy, các cái mô nó cũng dễ bị tổn thương. Cho nên là các cái vết thương của tiểu đường rất lâu lành. Trên thực tế là hôm qua trên mạng cũng chat có bạn hỏi là em bị sỏi mật rồi mà lại tiểu đường thì có mổ được không? Thì cái nguyên nhân như thế nào? Nguy phân tích, thì bác sĩ bảo cũng phân tích là cái nguyên nhân tiểu đường thì nếu như một bệnh cấp cứu chúng ta vẫn có thể tiến hành mổ. Tuy nhiên là trước khi mổ thì bác sĩ phải dùng khẩn cấp, có thể là phải dùng liều insulin để cho hạ đường huyết xuống. Trước khi nó phải về bình thường thì mới có thể mổ được. Còn nếu không thì cái vết mổ nó rất là lâu lành và dễ bị nhiễm trùng. Đây cũng là cái hình ảnh chiều tượng chúng ta có thể dễ nhận biết.